Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Đợt trước, chúng mình đã cho lên sóng bài review về bộ phim Kamen Rider 01 Real Time. Song không may thay, clip đã bị tôi đánh bản quyền và buộc phải gỡ xuống. Nhằm mục đích lưu trữ lại sản phẩm từng thực hiện, chúng mình biên tập lại phần hình ảnh cho video để re-up lên kênh. Lưu ý, vì đây là nội dung đã được đăng tải trước đó, nên các bạn có thể cân nhắc trước khi xem nhé. Giờ thì chúng ta cùng quay lại với Rin và phần review đánh giá bộ phim Kamen Rider 01 Real Time nhé. Hôm nay, chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về Kamen Rider 01 Real Time, một bộ phim điện ảnh đang tạo được tiếng vang tương đối tốt thời gian gần đây trong cộng đồng Tokusatsu tại Việt Nam. Cũng có thể coi là một movie hiếm hoi có chất lượng tốt trong vài năm trở lại đây. Vậy, phim có những ưu điểm nào và có những khuyết điểm nào tồn đọng hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong dự án lần này nhé! Như thường lệ, trước tiên vẫn sẽ là một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim. Kamen Rider 01 Real Time là phim điện ảnh mùa đông của Kamen Rider 01, được chiếu cùng thời điểm với phim điện ảnh của Kamen Rider Saber, Thánh Nhận Bất Tử Điều Kiếm Sĩ Phá Diệt Thư vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Phim được đạo diễn bởi Teruaki Sugihara, biên kịch bởi Yuya Takahashi. Giờ chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu phần cốt truyện của bộ phim. Nhưng trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem phim trước khi tìm tới bài review này nhé, bởi vì trong clip sẽ có những nội dung spoiler nhất định đấy. Phim lấy bối cảnh nối tiếp những sự kiện ở cuối TV series của Kamen Rider 01, 3 tháng kể từ sau khi Arc bị tiêu diệt, một kẻ phản diện mới là S xuất hiện. Nếu Chúa mất 6 ngày để tạo ra thế giới, thì ta chỉ cần 60 phút để hủy diệt nó và tạo nên một thiên đường. Đó là lời tuyên bố hùng hồn của S. Hắn muốn tận diệt thế giới để tái thiết, xây dựng nên thiên đường Guardian cho riêng hắn. Theo sau S là hàng ngàn hàng vạn con chiên ngoan đạo có chung mục tiêu đem ngày tàn cho thế giới. Đây là một cuộc khủng bố, một cuộc thanh trừ trên quy mô toàn cầu diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 60 phút đồng hồ. Để ngăn chặn âm mưu này, Aruto cùng những người đồng đội của mình buộc phải đứng lên để chiến đấu chống lại dã tâm của S và bè lũ tín đồ hậu thuẫn hắn. Qua bộ phim, động cơ thật sự dẫn đến kế hoạch của S sẽ dần dần được hé lộ. Để nhận xét về cốt truyện, Kamen Rider 01 Real Time sở hữu một cốt truyện cơ bản với một kẻ phản diện vì lợi ích của người mà mình yêu thương này nuôi mộng hủy diệt thế giới, buộc những người hùng phải chung tay ngăn chặn. Và rồi sau cùng diễn biến xoay chuyển khiến cho một kẻ phản diện khác đăng đài, thay thế vai trò vốn có của kẻ ác trung tâm. Đây là một bộ khung kịch bản rất quen thuộc nếu như so sánh với bộ phim điện ảnh của Kamen Rider XZ True Ending, cũng do biên kịch Yuya Takahashi chắp bút. Với việc series Kamen Rider 01 có nhiều điểm tương đồng với Kamen Rider XZ về mặt xây dựng nhân vật và nội dung, thì điều này cũng không có gì là quá bất ngờ. Tất nhiên, chúng mình sẽ không dành lời khen cho cốt truyện quá cơ bản tới mức có phần hơi lười biếng này của Real Time, nhưng không thể phủ nhận rằng phim đã tận dụng rất hiệu quả thời lượng để triển khai cốt truyện ấy. Ngay từ khi phim mới bắt đầu, khán giả đã được đưa tới trận chiến của Zero-One và Eden do S Henshin thành. Cao trào được đẩy lên từ ngay những phút đầu phim, để rồi những uẩn khúc, những nút thắt dần dần được tháo bỏ vào mạch giữa của phim khi ta theo chân nhân vật Hiden Aruto vén màn động cơ nằm sau âm mưu tà ác của S. Đây là một cách triển khai cốt truyện khá táo bạo, hơi khác so với quy chuẩn thông thường một chút, khi sự cao trào của phim không được triển khai theo hình thức tăng tiến mà ngay lập tức được thể hiện ở những phút đầu phim. Bởi cách làm này, phim gần như không có những phân đoạn thừa thãi và đã giữ chân khán giả xem phim một cách thành công. Thêm vào đó, quy mô của bộ phim cũng tương đối hoành tráng khi sự kiện này diễn ra ở phạm vi toàn cầu với rất nhiều những quốc gia khác nhau trên thế giới bị ảnh hưởng, chịu chung một số phận hủy diệt chứ không chỉ riêng tại Nhật Bản. Đây là một điều hiếm gặp ở những bộ tokusatsu. Nhìn chung, tuy không có sự đột phá trong khâu kịch bản, nhưng cách kể chuyện của Real Time là một điểm sáng đáng khen ngợi. Tiếp đến sẽ là một vài nhân vật tiêu biểu trong bộ phim này. Chúng mình sẽ bỏ qua những cái tên thuộc kiếp phụ như Fua, Yua, Horobi, Jin, Kai, v.v. vì họ chỉ đóng vai trò hỗ trợ trong phim là chủ yếu. Song tất cả đều có đất diễn cụ thể, không ai quá lu mờ. Đặc biệt là Horobi ở phần phim này đã có sự phát triển rõ rệt trong tính cách và lập trường chiến đấu. Để nhận xét sâu hơn, ta bước vào cặp nhân vật Aruto và Izu. Ở phần phim này,
cả hai tuy không có quá nhiều sự phát triển trong tính cách, nhưng lại được khắc họa rất tốt về nội tâm, về những chiều sâu cảm xúc. Aruto cũng cho thấy được sự trưởng thành và chín chắn hơn của bản thân khi so sánh với cậu trong TV series. Chúng mình đồng thời muốn dành lời khen cho hai diễn viên Terushima Noa thử vai Izu và Takahashi Fumiya thử vai Hiden Aruto khi cả hai đã hoàn thành rất tròn trịa vai diễn của mình, đặc biệt là thể hiện tốt những sắc thái cảm xúc, những chiều sâu nhân vật trong phim. Tiếp theo, ta sẽ khám phá tới tên phản diện S, Kamen Rider Eden, và đào sâu hơn về động cơ thật sự của hắn trong phim. Tên thật của S là Rihito Ishiki. Khi xưa, hắn từng là một nhà khoa học tại Viện Nano Mirai, một trong những công ty chịu trách nhiệm phát triển trí tuệ nhân tạo ARK. Nano Mirai tập trung vào những AI tự động Nano Machine, những hạt vi robot siêu nhỏ có trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho mục đích y tế. Ông cũng đã thử nghiệm công nghệ này để điều trị cho vị hôn thê đang mắc căn bệnh lạ, Akane Tono, người đồng thời cũng là nhà khoa học nghiên cứu tại Nano Mirai. Xong, việc ARK nổi loạn trong sự kiện Daybreak Town đã khiến cho những AI Nano Machine hoạt động bất thường, đưa Akane vào tình thế thập tử nhất sinh. Và rồi điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, khi Akane không thể qua khỏi. Dàn vật vì đã vô tình đẩy vị hôn thê vào chỗ chết, Rihito đã tự số hóa tâm trí của mình vào Nano Machine và trở thành S. Từ đó, dạ tâm trong ông cũng được hình thành. S cũng đồng thời đưa tâm trí của vị hôn thê quá cố Akane vào môi trường số. S từ đó nuôi mộng hủy diệt thế giới thực, đưa những con người hắn bắt giữ được vào môi trường số hóa để tạo nên một thiên đường dành riêng cho hắn và Akane. S đã lập lên Tinknet, nơi kêu gọi những kẻ có cùng mong ước hủy diệt thế giới lại. Bọn chúng điều khiển những Nano Machine tạo nên những avatar cho riêng mình, sẵn sàng tử vì đạo để thực hiện đức tin của bản thân. Từ đó, S sở hữu một đội quân vô cùng hùng hậu là những con chiên ngoan đạo tin vào kế hoạch của hắn. Hắn quyết định sẽ mở một cuộc tuyệt diệt nhân loại mang quy mô toàn cầu trong thời gian chỉ vỏn vẹn 60 phút. Nhìn chung, S tuy là một kẻ cực đoan nhưng được xây dựng với quá khứ và động cơ rõ ràng để người xem có thể hiểu và ít nhiều cảm thông cho những hành động của hắn. Khi S đã từ bỏ dã tâm, một kẻ phản diện khác đăng đài, tiếp tục kế hoạch còn đang dang dở. Xong, kẻ đó là ai thì các bạn hãy tự mình trải nghiệm phim để có thể tìm hiểu rõ hơn nhé. Vì gã này cũng không có quá nhiều điều để phân tích và đánh giá. Về phần nhân vật Akane Tono, vị hôn thê của S, với xuất thân và quá khứ được chúng mình đề cập song song với nhân vật S, cô đóng vai trò như một người dẫn chuyện, lý giải cho Aruto về những gì diễn ra trong thế giới số mà S đang tạo dựng khi ý thức của cậu được Zea kết nối và số hóa. Akane cũng đóng vai trò mấu chốt dẫn tới những chuyển biến trong tâm lý và cảm xúc của nhân vật S. Do vậy, tuy không phải là tuyến chính của bộ phim, nhưng Akane có vai trò tương đối quan trọng, không thể thiếu. Nhìn chung, những nhân vật trong Real Time đa phần đã làm tốt vai trò của mình. Duy chỉ có tên Makio Nodachi, cựu giám đốc điều hành của Zaya Enterprise Nhật Bản tham gia vào mạng lưới Tinknet là mình có cảm giác bị thừa thãi, tấu hài nhảm. Điểm sáng đáng được nhắc tới nhất của movie Real Time chắc chắn phải kể đến phần kỹ xảo và hành động của bộ phim. Không chỉ được chỉ đạo võ thuật vô cùng tốt, với những pha ra đòn đẹp mắt, chuẩn chỉnh, thực tế, lôi cuốn. Phim cho khán giả những cảnh hành động đẹp với góc máy và điểm nhìn vô cùng đa dạng, từ góc nhìn thứ nhất cho tới góc nhìn thứ ba, kết hợp nhiều động tác máy, di chuyển linh hoạt. Thêm vào đó là phần kỹ xảo được chăm chút rất kỹ, cộng với việc phim phân bố dày đặc những phân cảnh chiến đấu, khiến cho khán giả cảm thấy cực kỳ phấn khích. Không những vậy, phim còn tận dụng khéo léo những đoạn sử dụng slow motion, làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho những pha hành động và kỹ xảo. Để dễ hình dung nhất về độ hoành tráng và đẹp mắt của những pha hành động trong Real Time, thì mình khẳng định rằng bất kỳ phân cảnh chiến đấu nào trong phim đều sẽ cực kỳ hiệu quả và xứng đáng góp mặt khi được đưa vào các video MAD. Không chỉ dừng lại ở đó, Zero One còn đưa thêm yếu tố chiến đấu bằng xe gắn máy vào phim cho Kamen Rider Valkyrie. Có lẽ cực kỳ hiếm thấy ở tiền lệ trước kia khi mà một nữ rider có cảnh chiến đấu bằng xe máy. Đây là một điểm rất mới lạ. Có thể nói, đội ngũ quay phim cũng như kỹ xảo đã bỏ rất nhiều công sức cho bộ phim này, đem đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác sinh động, mãn nhãn. Chắc chắn đây là yếu tố xuất sắc nhất mà Real Time đem lại và sẽ trở thành một cột mốc, một thang đo tiêu chuẩn mới cho chất lượng hình ảnh cần có của một bộ phim điện ảnh về Kamen Rider.
Vì phần âm nhạc của phim không quá ấn tượng đối với cá nhân mình, nên chúng ta sẽ cùng nhau đi thẳng tới phần thông tin bên lề xoay quanh bộ phim nhé. Ban đầu, lẽ ra movie của Kamen Rider Zero-One được dự kiến công chiếu vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, đóng vai trò như một movie mùa hè. Song, vì diễn biến phức tạp của Covid-19, phim đã phải lùi lịch chiếu lại tới tận giữa tháng 12 cùng với movie của Kamen Rider Saber. Phim sau đó được phát hành tại Hồng Kông và Đài Loan vào ngày 15 tháng 4 năm 2021. Bản DVD và Blu-ray cũng được ra mắt sau đó vào ngày 21 tháng 4, cũng là thời điểm mà bản RAW cho phim được đăng tải lên mạng và chúng ta có dịp được thưởng thức bộ phim này. Ban đầu, lẽ ra Kamen Rider Zero-Two và Arc One đều được dự kiến chỉ xuất hiện debut trong real time. Song, chỉ những tác động của dịch bệnh đã ảnh hưởng tới quá trình sản xuất phim, khiến cho kế hoạch này buộc phải thay đổi, và hai Kamen Rider được đẩy vào TV series. Và theo như dự kiến, lẽ ra Azu cũng sẽ có nhiều đất diễn hơn trong movie này. Nhân vật S do Hideaki Itô thủ vai đã được cast vào phim ngay trước cả khi kịch bản phim được hoàn thiện, do nguyện vọng riêng muốn được góp mặt trong Kamen Rider của ông. Ở cảnh cuối của phim, Kai Amatsu đã thể hiện khả năng phá vỡ bức tường thứ tư của mình khi trực tiếp nhìn vào ống kính và tương tác với khán giả về dự định chiêu mộ những người hùng trong phim và làm việc cho bộ phận Towser của Zaya. Một chi tiết nhỏ nhưng khá thú vị bởi không có nhiều nhân vật xuất hiện trong bộ phim có khả năng này. Vậy, trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá của chúng mình xoay quanh phần phim điện ảnh Kamen Rider Zero-One Real Time. Nhìn chung có thể nói, điểm sáng lớn nhất của phim nằm ở phần hành động và kỹ xảo đẹp mắt, hoành tráng, được chăm chút tỉ mỉ và có tâm. Phần nhân vật và cốt truyện về cơ bản ở mức tròn trịa, có thể cải thiện thêm một chút để trở nên tốt hơn. Xét trên mặt bằng chung những movie liên quan tới Kamen Rider được ra mắt trong vài năm đổ lại đây, Real Time thật sự có một chất lượng vượt trội, thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, tận tâm của ekip làm phim, điều đang dần trở nên xa xỉ trong những bộ phim do Toei sản xuất. Từ đó, ta có quyền được hy vọng nhiều hơn về chất lượng của những bộ phim tiếp theo được ra mắt. Còn các bạn nghĩ thế nào về bộ phim này? Nếu đồng tình hoặc không đồng tình với những quan điểm mà tụi mình đưa ra, thì đừng ngần ngại comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Nhớ like, share nếu cảm thấy video này hay và subscribe cho kênh để theo dõi những video tiếp theo mà nhóm ra mắt. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại! アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない！